Truyền thuyết canh Mạnh Bà. Truyền thuyết dân gian kể rằng, sau khi chết, linh hồn phải chịu qua đủ các hình phạt ở các tầng địa ngục, cuối cùng sẽ được đưa đến thập điện để chuẩn bị chuyển sinh. Trước khi chuyển sinh, sẽ phải uống một loại canh để quên hết tất cả. Canh này do Mạnh Bà điều chế. Vậy bà lão điều chế loại canh này là ai? Người thế gian vẫn luôn hình dung hình ảnh Mạnh Bà. Bà lão điều chế món canh Mạnh Bà quên lãng ở cửa địa ngục là một người như thế nào? Truyền thuyết kể rằng, Mạnh Bà tên thật là Mạnh Nguyệt Nương, là một người phụ nữ sống vào thời Tây Hán. Bà là tiểu thư khuê các của một gia đình giàu có, nhưng từ nhỏ đã không màng đến công danh lợi lộc, cũng không màng tới cuộc sống nơi thế gian, mà chỉ có một nguyện ước được tu hành. Sau khi lớn lên, Nguyệt Nương chuyên tâm niệm tụng kinh Phật. Lúc sinh sống trên đời, bà tuyệt nhiên không nhớ về quá khứ, mà cũng không nghĩ những chuyện của tương lai, mà chỉ toàn tâm toàn ý khuyên bảo mọi người đừng sát sinh, nên ăn chay. Đến năm 20 tuổi, Mạnh Nguyệt Nương cải trang thành nam nhân, vần du khắp nơi để tầm sư học đạo. Đến năm 81 tuổi, bà vẫn là một nữ nhân trinh trắng, người đời gọi bà là Mạnh Bà A Nải. Sau đó bà tiếp tục vào trong núi tu hành và cuối cùng đắc đạo thành tiên. Vào thời Đông Hán, trên thế gian có nhiều người biết được chuyện kiếp trước và kiếp sau, nên thường xuyên tiết lộ thiên cơ. Vì vậy, thường thiên đặt mệnh cho Mạnh Bà làm thần ở âm phủ, đồng thời xây dựng Vọng Hương Đài. Theo truyền thuyết, Mạnh Bà sống bên cầu Nại Hà của âm phủ. Chức trách của bà là đảm bảo các linh hồn sắp đầu thai đều sẽ không nhớ gì về kiếp trước của mình và những gì trải qua nơi âm gian. Những linh hồn này sẽ được uống một chén canh, gọi là canh Mạnh Bà, sau đó sẽ quên đi tiền kiếp. Trong Ngọc Lịch nói rằng, nhiều tội nhân lúc sống có niệm kinh trì chú, nên khi chết đi, Diêm Vương khó tra xét tội tình. Vì vậy, những linh hồn này sẽ được đưa đi uống chén canh Mạnh Bà, rồi nhanh chóng chuyển kiếp cho chết yểu, quên hết kinh chú. Sau đó, những linh hồn này sẽ được trị tội khác. Tương truyền rằng, Mạnh Bà dùng những dược liệu của Trần gian để điều chế thành một loại canh giống rượu, nhưng không phải rượu, có tên là canh Mạnh Bà, hay còn gọi là cháo lú. Thành phần của món canh âm phủ này là những giọt nước mắt lúc sinh sống trên trần gian, như vui, buồn, khổ, hận, đau, yêu, ghét. Mạnh Bà thu thập những giọt nước mắt này lại, rồi nấu thành một bát canh cho riêng từng linh hồn. Những linh hồn sau khi uống canh Mạnh Bà thì quên đi hết thảy mọi sự việc xảy ra ở kiếp này. Những hỷ nộ ai lạc, những ân oán tình thù, hết thảy đều tan đi như làn khói, chỉ còn lại ký ức trống rỗng. Cả đời yêu, hận, tình, thù, cả đời chìm nổi với được mất thế gian, tất cả đều theo chén canh mà quên sạch. Nếu là người lương thiện thì sau khi uống sẽ thành người thông minh, khỏe mạnh. Những người ác sau khi uống nước canh thì thân trí sẽ không tỉnh táo, cơ thể yếu nhược, để họ có cơ hội ăn năn hối hận, trả nợ nghiệp báo của mình. Người ta vẫn nói, sinh có hạn, tử bất kỳ. Trong cõi hồng trần cuồn cuộn này, không ai biết được chính xác tương lai mình còn lại bao lâu. Con người một đời nhọc thân tranh đấu, ân oán tình si, chẳng phải cũng theo chén canh Mạnh Bà mà về miền quên lãng. Kỳ thực, đời người chỉ ngắn ngủi như một hơi thở mà thôi. Cuộc đời kết thúc lúc nào không ai có thể biết trước được. Vậy nên hãy trân quý hết thảy những gì đang có ở hiện tại. Làm nhiều việc tốt, việc thiện, tích đức. Đó mới là hành trang vĩnh hằng để bạn mang theo bên mình.